Chào các bác nhé, hôm nay bên shop bonsai mới về tất cả những cái mẫu thuổng đánh cây để gửi cho các bác trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay bên em có lưỡi thuổng rồi nhá, lưỡi thuổng bác nào dặn thì alo lại với em đi ạ. Lưỡi thuổng của bên em thì làm bằng chất thép nhíp nhá, vô cùng là sắc bén này. Thì với cái lưỡi thuổng này thì nó sẽ tương đương với cái thuổng số 3. Bên em có thuổng số 1, số 2, số 3 và số 4. Thì đây là cái lưỡi thuổng số 3, một cái dòng lưỡi thuổng mà đang được các bác dùng nhiều. Thì đây là độc lưỡi thôi nhá. Đấy, về các bác có thể tự chế và tự hàn ống tít. Đây, như cái này thì bên em là đã hàn sẵn rồi này. Khi các bác mua thì bên em có hai sự lựa chọn nhá. Một là các bác chọn độc cái lưỡi không thì thôi. Còn nếu không thì các bác mua cả thuổng, cả cán, em đều gửi được hết nhá, tới tận tay các bác. Thì với cái mẫu thuổng này thì hôm nay cái chỗ này là chủ đạo là mẫu thuổng. Đây là số 4 này, là mẫu to nhất này. Nó có chiều dài là hơn 1 mét này. Đấy, mẫu thuổng này là hơn 1 mét. Và cái ống tuyếp của nó này rất là to và chắc chắn nhá. Đấy, còn đây là mẫu thuổng số 3 này. Toàn bộ là mẫu thuổng số 3. Mẫu thuổng mà được các bác ưa chuộng nhất là mẫu số 3. Đây là mẫu số 3 nhá các bác nhá. Đấy, đây là mẫu số 3 này. Còn đây là mẫu số 2 này. Số 2 và số 3 thì cái lưỡi thuổng nó tương đương gần như nhau thôi. Nhưng nó chỉ có là cái ống này nó to hơn hay là nhỏ hơn. Cái ống của số 3 này nó to hơn nhá. Đấy, cái ống của số 2 cái nhỏ hơn. Và cái số 4 này thì là to nặng nhất này, dài hơn nhất này. Đấy. Thì với toàn bộ cái lưỡi thuổng này thì tương đương với lưỡi số 3 hết nhá. Số 3 là số to dưới số 4. Số 4 sẽ là số to nhất, số 1 là số nhỏ nhất. Đấy thì tất cả những cái dụng cụ này bên em nhận ship COD toàn quốc nhé. Các bác ở đâu chỉ cần để lại địa chỉ và số điện thoại, em sẽ gửi đến tận nhà các bác. Lưỡi thuổng thì như các bác nhìn đây, một cái mặt hàng bằng thép nhíp vô cùng là sắc bén. Cũng rất nhiều bác mua và đặt của bên shop, và với những cái lời khen thì em vô cùng là cảm ơn. Đấy, hy vọng là các bác mà khi xem được cái video này của em mà đang cần tới những cái mẫu thuổng này thì hãy alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đó là số điện thoại chính, các bác có thể kết bạn Zalo với em để em gửi trước tất cả những cái mẫu sản phẩm để các bác mua trước khi đặt hàng. Và bên em khi bán hàng bằng hình ảnh video, các bác nhận hàng thì nó cũng sẽ y như thế này nhá, không khác một chút gì cả. Hàng kéo các bác nhận nhìn bên ngoài còn thực tế còn đẹp hơn. Ở đây là cái lưỡi thuổng bứng đánh cây này, một cái dòng thuổng cao cấp chỉ có lưỡi thôi nhá. Cái này thì về các bác phải chế và hàn chuôi. Các bác muốn tùy theo các bác thích hàn bằng thép gì các bác hàn. Còn chủ đạo của bên em là hàn bằng thép tít hết nhá. Tít thép hết này. Vô cùng là chắc chắn. Nếu như các bác mà yêu cầu mua cả một cái thanh này, mua cả cán rồi, để các bác chỉ việc sử dụng thì em sẽ gửi cả cán nhá. Cái nào thì em cũng gửi được tới tận nhà các bác. Đấy, với tất cả những cái dụng cụ về bonsai, về cây cảnh thì bên em rất chi là nhiều. Các bác mà quan tâm thì hãy vào kênh và xem tất cả những cái mặt hàng của bên em nhé. Đấy, khi xem những video trên kênh mà các bác mà quan tâm nhiều, có thể là hôm nay các bác chưa cần mua, nhưng ngày mai, ngày kia và độ một tuần, một tháng sau các bác sẽ cần. Thì các bác đừng quên ấn vào đăng ký là cái nút đỏ đấy ạ, và ấn vào chuông. Thì chính là các bác ấn như thế thì mỗi lần em sẽ làm về những cái video khác nhau, về những mẫu sản phẩm khác nhau, các bác sẽ nhận được hết những cái thông báo về những cái mẫu mã, những cái mặt hàng của bên em. Chào các bác nhé, một cái video ngắn để em cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn các bác một cái video sau về những cái sản phẩm hữu ích hơn. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.